ngoài đó đang mưa. Đứng đây được rồi. Lấy dù cho con hả? Gió quá lấy dù cho con đâu có được. Mười hai giờ trưa mà trời lạnh lẽo âm u, 23-24 độ, mưa ướt. Rồi thôi mình đi chỗ khác coi mẹ có tới chưa. Coi chừng mẹ lên phòng kiếm mình đó. Quay vô phòng nha. Đi.